Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tiết lộ bất ngờ về việc hai vận động viên cùng giành huy chương vàng nhảy cao Olympic Tokyo. Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 8, hai vận động viên là Mutae Sabahim, Kata và Janma Kotambeji, Italia cùng giành huy chương vàng nhảy cao môn điền kinh Olympic Tokyo 2020. Trong phần thi của mình, cả Mutaesa Bahim, Kata và Gianma Cotambezi, Italia cùng có được thành tích 2,37m. Ở mức nhảy quyết định, cả hai vận động viên này cùng nâng lên mức 2,39m để quyết định người có thành tích cao nhất nhưng đều thất bại. Ngay sau đó, trọng tài muốn họ thực hiện thêm một lượt nhảy để phân định thắng thua. Điều bất ngờ là Bahim đã hỏi trọng tài rằng liệu anh và đối thủ người Italia có thể cùng giành huy chương vàng hay không. Ngay lập tức, trọng tài đã đồng ý him và Tambezi đều rất vui mừng sau quyết định khá bất ngờ từ trọng tài và hôn nhau đầy hạnh phúc. Ở nội dung nhảy cao này, không có vận động viên nào giành huy chương bạc, người giành huy chương đồng là Maxim Nezase của Belarus. Trong quá khứ, những người hâm mộ cũng chỉ có hai lần chứng kiến kịch bản tương tự. Ở Olympic 2016, hai vận động viên Simone Manuel, Mỹ và Penny Oleksiak, Canada cùng giành huy chương vàng ở nội dung 100m bơi nữ. Trước đó, ở Olympic Sydney 2000, Anthony Evin và Gary Holler cùng của đoàn Mỹ cũng chia nhau huy chương vàng ở nội dung 50m bơi tự do nam. Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Italia đã gây bất ngờ lớn ở môn điền kinh. Ngoài tấm huy chương vàng của Gianmarco Tamberi ở nội dung nhảy cao, người đồng hương Mazaykov cũng giành vị trí cao nhất ở nội dung chạy 100m nam.